Sáng ngày 7 tháng 8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang điều tra làm rõ vụ tai nạn liên hoàn giữa xe đầu kéo và hai xe tải xảy ra trên tuyến đường tránh Buôn Hồ, đoạn qua xã Yderơn, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, làm 3 người tử vong, 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 6 tháng 8, tài xế Huỳnh Minh Đạt, 54 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 82H kéo theo rơ móc biển kiểm soát 81R, lưu thông trên đường tránh Buôn Hồ theo hướng Gia Lai, Đắk Lắk. Khi xe chạy đến đoạn đường tránh Buôn Hồ, đoạn qua xã Yderơn, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk thì xảy ra sự cố nên dừng lại. Lúc này, anh Lê Huy Hoàng, 41 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, điều khiển xe tải biển kiểm soát 81C chạy tới và dừng lại phía sau xe đầu kéo, do phát hiện đang có xe di chuyển theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, xe tải biển kiểm soát 60H do tài xế Phan Xuân C, ngụ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, điều khiển tông mạnh từ phía sau. Hậu quả, tài xế Phan Xuân C tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Xuân V, 47 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, người đi trên xe 60H, và ông Phạm Văn H, 39 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng, đi xe 81C, tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngoài ra, ông Lê Huy H, tài xế xe 81C, ngụ tỉnh Gia Lai, Trương Hùng C, 32 tuổi, đi trên xe 81C, Nguyễn Thanh Tê, 36 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, đi trên xe 60H, bị thương nặng. Tất cả các nạn nhân đều là người thu mua sầu riêng, đang trên đường đi làm về thì gặp nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.